Tôi có mẫu ST155 mới rồi con, không? ST155 mới nè. Cái mẫu này là cái phá dầu của GT hồi xưa luôn, thấy không? Phá dầu nè. Cho con tiện nè, như cái xả dầu mở ly phá dầu lại nó tiện hơn đây nha. Nó dễ hơn thằng mẫu kia. Mẫu này đẹp nè. Quá đẹp. ST155. Mẫu này đẹp rồi con. Ồ, con dao bằng sắt luôn là ok quá rồi. Quá đẹp. ST155. Mẫu này đẹp nè. Quá đẹp. Nó để cái mẫu mới lúc nào cũng bền và đẹp. Nó làm mới đầu tiên. Quá đẹp.